Câu hỏi thứ nhất, cơ thắt trơn trên ụ nối chống sức tinh ngược chiều theo cơ chế nào? Câu hỏi thứ hai, BMI cao dễ bị loss tại sao? Câu hỏi thứ ba, bệnh nhân tiểu đường gây suy thận theo cơ chế nào? Và câu hỏi số 4, bệnh nhân tán sỏi ngoài cơ thể chết do nhiễm trùng máu theo cơ chế nào? Thứ nhất, để hiểu được cái cơ thắt trơn trên ụ nối của nam chống xuất tinh ngược chiều như thế nào, các bạn phải hiểu được mỗi một lần nam xuất tinh thì nguyên tắc cái tinh dịch và tinh trùng chỉ có từ ụ nối ở đây, Veriumontanum. Các bạn vào trong Google, các bạn gõ Veriumontanum, các bạn sẽ thấy ụ nối nằm ở đây. Và khi xuất tinh, tinh trùng để tinh dịch chỉ có một đường ra ngoài và đi vào âm đạo phụ nữ. Tuy nhiên có một số trường hợp người ta bị tổn thương cái cơ thắt trên ụ nối, lúc này xuất tinh, tinh trùng sẽ không ra đây mà nó sẽ vọt qua cho màng ngoài. Sau một cái cắt đốt mà sau thì được tiến, hoặc là những bệnh nhân bị tổn thương của các cái cấm nối thần kinh cùng hoặc là những bệnh nhân có những bệnh lý liên quan tới các cái tổn thương thần kinh của vùng cổ màng ngoài. Về mặt nguyên tắc, mỗi lần xuất tinh cơ này sẽ siết chặt lại và tinh trùng chỉ có một đường ra ngoài. Những trường hợp tổn thương đó, tinh dịch và tinh trùng sẽ trào vào ngoài và người đó sẽ không thể có con được. Muốn có con, sau khi giao hợp xong, người ta phải lấy nước tiểu đó quay ly tâm, bắt con tinh trùng còn khả nhất bơm vào trong cái trứng. Ta hiểu được chưa? Rồi, để hiểu được cơ chế, các bạn phải nhớ được ở đây có ba cơ: cơ thắt trơn trên ụ nối, cơ thắt trơn dưới ụ nối và cơ thắt vân. Cơ này theo cơ chế của thần kinh autonomic. Có nghĩa là nó sẽ giữ nước tiểu khi chúng ta đang ngồi học, khi chúng ta chơi thể thao, thì chúng ta ca hát, nước tiểu sẽ không chảy ra được. Còn cái cơ thắt vân này, khi chúng ta mắc tiểu mà chúng ta chưa muốn đi tiểu thì cái cơ này nó sẽ giữ lại và lúc này chúng ta sẽ không đi lại. Bây giờ chúng ta đang đi chạy xe trên đường, mắc lái nhưng không có chỗ đậy, đùng một cái sụp cái ổ gà, nước tiểu sẽ xoắn ra được. Lý do là cái cơ này nó chỉ giữ được áp lực 80mm thủy ngân mà thôi. Tuy nhiên khi sụp ổ gà như vậy, áp lực của bụng sẽ tăng lên 120. Bàng quang không còn giữ nước đáy được nữa. Chúng ta sẽ xóa nước đáy ở bụng. Rồi, để trả lời câu hỏi thứ hai, BMI cao dễ bị loss. Ta đã biết rồi, loss là bị đáy lắc nhắc, đáy láo, mắt tiểu không nhìn được. Nhưng loss mà do tổn thương hoặc là do yếu, do BMI cao không phải là loss thực thể mà là loss cơ năng. Ở một cái người có trọng lượng cơ thể cao, các bạn hãy vào gõ cái từ pelvic floor, dùng Google các bạn gõ pelvic floor, các bạn sẽ thấy nguyên một cái khối cơ có tầm chuyên môn rất là vững chắc của cả nam và nữ. Đối với các bạn trẻ như đây, cơ của chúng ta còn rất mạnh vì chúng ta vẫn đi bộ, chúng ta chạy nhảy, chúng ta chơi thể thao, chúng ta đi bộ, chúng ta đi xe đạp, tất cả những cái đó làm cho cái hệ cơ này rất là mạnh. Tuy nhiên những người mập béo phì thì người ta không có được cái khối cơ này mạnh nữa, và trọng lượng cơ thể và đặc biệt là các tạng trong ổ bụng nó sẽ đè xuống làm cho cái cơ đó nó bị võng đi. Nếu các bạn mở thì các bạn sẽ thấy hai cái cơ đó như thế này, và phía trước là cái xương mu, phía sau là cái xương cục, và nó ôm ở giữa lỗ tiểu, âm đạo và trực tràng. Điều đó có nghĩa là lúc nào nó cũng siết vô rất là chặt. Các bạn nữ sẽ đi đáy mạnh hơn các bạn nam, đi cầu tốt hơn các bạn nam, và quan hệ tình dục nó sẽ siết rất là chặt, cái âm đạo nó siết rất là chặt. Tuy nhiên khi BMI cao thì những động tác nó sẽ không còn tốt nữa. Bắt buộc người phụ nữ phải tập Kegel. Kegel. Các bạn vào YouTube, vô YouTube, các bạn gõ female Kegel exercise. Các bạn sẽ có rất nhiều bài tập. Hôm nay về các bạn nữ coi làm đi. Các bạn nằm trên giường tập, không cần đi đâu hết, sẽ rất là hiệu quả. Tuy nhiên những người đã có dập lập gia đình thì những bài tập khí gô từ bên ngoài không còn hiệu quả nữa, mà phải tập khí gô từ bên trong nữa mới đủ. Khí gô từ bên trong phải là quan hệ tình dục, hoặc là phải mua sex toy. Sex toy ở Việt Nam mà các bạn xài sex toy thì người ta nghĩ là các bạn đang thủ dâm, nên rất là phiền. Như vậy để tập được khí gô từ bên trong đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của người nam thì người nữ mới tập tốt được, và quan hệ công thức tình dục theo công thức số 9.
chúng ta biết rồi. Có nghĩa là cứ lấy trụ nhân cho chương trình. Biết không? Biết không? Như vậy ta qua được câu hỏi thứ hai. Nhớ đừng để cho BMI cao. Và nếu BMI cao thì phải tập khi gồ rất là tốt. Trong các bài tập yoga cũng giúp cho các bạn được khá nhiều. Tuy nhiên yoga vẫn cần phải cộng thêm với khí gồ từ bên trong. Chúng ta hiểu được chưa? Có nghĩa là vẫn phải quan hệ tình dục theo hình thức sơ chứ. Nếu không, ví dụ như chồng chết thì lúc này vẫn phải mua đồ ra mấy cái tiệm này nè. Mua đồ Việt Nam thì không biết ở đâu ấy, nhưng mà ai đi nước ngoài gửi mua vậy nhiều lắm. Lên mạng gõ sex toy nó ra ngay. Câu hỏi thứ ba là bệnh nhân tiểu đường gây suy thận theo cơ chế nào? Tiểu đường nó sẽ gây tổn thương mesenchymal cell, matrix. Đối với các bạn hệ liên thông, các bạn không thể thuộc những từ này được, thì các bạn nhớ bằng tiếng Việt thôi. Có nghĩa là cấu trúc quan trọng nhất của chủ mô thận đó là vi cầu thận. Trong vi cầu thận có rất nhiều cấu trúc rất là khó học. Ví dụ như nang bao mãn, podocyte, mesenchymal cell matrix, động mạch nhập, afferent artery, động mạch xuất, afferent artery. Rồi từ cái ống lượng gần, ống nhắn xuống qua anh lê, nhắn lên qua anh lê, ống lượng xa, ống thu thập, nói chung là khó. Do đó các bạn không thể nào thuộc nổi những cái histology của cái thận. Các bạn chỉ nhớ dùng thêm tùy nhất đó là tổn thương các cấu trúc đặc mô đệm ở trong vi cầu thận. Rồi xong, có nghĩa là những người thầy người ta sẽ không bắt bẻ các em nữa vì trình độ của em tới đó rồi. Nhưng đối với YK42 thầy sẽ quần chết sống ở chỗ đó. Ở đây rất nhiều YK42 đang ngồi đây thì các bạn sẽ chết cái chỗ này. Một khi thầy đã hỏi thì các bạn phải nắm rất tốt thì sẽ du xe market podocyte và các cơ chế tái hấp thu cũng như là độ tưới máu cầu thận mép mean arterial pressure. YK42 đều phải vượt qua được, nếu không qua được rớt ở lại. Vậy rõ ràng trong quá trình đi học chúng ta có một cái gì đó phân biệt chủng tộc. Giữa một bên là liên thông, hỏi thi rất là dễ và kiến thức rất là đơn giản. Ngược lại đối với y dài hạn, hỏi rất là khó. Đặc biệt là anatomy, physiology, histology, pathology vô cùng khó, môn nào cũng ác ôn. Rồi, chúng ta đi tiếp câu nữa. Nhớ rằng mỗi một km mà dưới 65 thì thận nó sẽ không còn lọc nữa. Nhớ dùm cái này. Vậy ta hỏi mép là cái gì? Mean arterial pressure nó bằng 2/3 dB cộng với 1/3 SD. Cái này thì biết chưa? Ví dụ như cái áp lực bệnh nhân là 12/8 thì ta có 2/3 dB, tức là 2/3 của dB là 8 và cộng với 1/3 của SB là 12 chia 3/4. 8 này ta cứ cho nó là 9 thì 9 chia 3/3. 2/3 là 6 không đúng là 10. Hiểu được chưa? Như vậy một người bình thường mép, nếu mép bằng 10 thì lọc thận rất tốt. Chỉ khi nào nó dưới 65, 10 đây là 100 đó, thì mình đang chứ không còn lọc nữa. Những kiến thức đó hỏi thi đậu được không? Trả lời được không? Có bao nhiêu bạn vừa trả lời được, tự mình cho rằng trả lời được mép là gì? Đưa tay lên. Giờ hỏi ngược lại, có bao nhiêu bạn hỏi mép là gì không trả lời được? Đưa tay lên. Vậy thì lần sau học tiếp được cả. Ta trả lời câu cuối cùng. Tán sỏi ngoài cơ thể chết do nhiễm trùng máu. Khi học tới con vi trùng, các bạn nhớ rằng con vi trùng gam mâm là một con vi trùng cực kỳ nguy hiểm. Vì thứ nhất, cái cấu trúc của màng tế bào của nó làm cho các kháng sinh vào bên trong rất là không dễ. Đó là màng tế bào. Bạn về coi lại cấu trúc màng tế bào của vi trùng gam mâm rất là khó để cho vi trùng cho kháng sinh vào bên trong. Cái thứ hai là vi trùng gam mâm đa số nó có nội độc tố. Rồi độc tố, endotoxin. Cho nên khi chúng ta tán sỏi, cái vi sỏi bể ra thì các con vi trùng trong lòng sỏi nó sẽ được phóng thích ra. Lúc này con sỏi nó xuống nó sẽ gây kẹt như này. Con sỏi bằng ngón tay khi bể ra nó sẽ ra một nguyên một cái chuỗi sỏi dài và nó kẹt như này. Lúc này nước trên này xuống không được. Rồi vi trùng thì đang có mặt trong đó.
nó sẽ gây tăng áp lực ngược lên trên thận, và với cái áp lực cao đó nó sẽ đẩy vi trùng vào máu rất là lẹ, và lúc này các vi trùng trong máu nó sẽ phóng thích độc tố rất là dữ. Và chúng ta biết rằng nhiễm trùng nếu mà gây nhiễm trùng huyết và có sốc trên bệnh nhân nhiễm trùng gây mầm sau tán sỏi thì tỷ lệ chết rất là cao. Thậm chí ở ICU ở Mỹ và một số trung tâm lớn, một khi đã lọt cái tình huống đó không cấp cứu được rồi, tỷ lệ chết là 50%. Như vậy bất cứ khi nào bác sĩ tán sỏi đều phải nhớ rằng đừng bao giờ để cho những viên sỏi đó rớt xuống mà gây kẹt và gây cơn đau bằng thận và có sốt lạnh run. Trong trường hợp đó phải nhập cấp cứu ngay, sử dụng kháng sinh mạnh, sử dụng corticoid mạnh, nội soi, đặt đông gì liền tức khắc thì mới cứu được bệnh nhân. Chúng ta hãy được chẳng. Rồi, chúng ta dừng lại đây.